Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng hồ Kiên Đồ Cũ. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mở đầu video ngày hôm nay, cửa hàng Kiên xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Chiếc đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác trong phiên ngày hôm nay, Shimanavista. Phiên bản được sản xuất năm 1956, được mệnh danh là ngôi sao hải quân và là một trong những cái phiên bản xa xỉ phẩm của thương hiệu đồng hồ Shima thời điểm bấy giờ. Chiếc Shima này thì vẫn còn giữ được cái giao diện rất là trẻ trung, sang trọng các bác nha. Em này phần cọc số trải tia này, có một ô cửa lịch cóc 3 giờ và đặc biệt là cái màu mặt trắng vẫn còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt luôn nha các bác. Thân vỏ thép không gỉ, sáng bóng luôn nha. Đáy đa giác này, đó. Bốn chân càng lớn, chắc chắn ôm sát vào phần thân viền của đồng hồ. Chiều ngang của em này là 34, cùng với chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 40 nhé. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quạt tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Shima Navista, máy cơ tự động có hỗ trợ quạt tay, thân vỏ thép không gỉ. Form dáng dày dặn nha các bác. Về bộ máy bên trong của chiếc Shima này thì đây ạ, ngay trên màn hình này chính là bộ máy trong của chiếc Shima nha. Máy R8400 và đây là một bộ máy cơ tự động với 21 G-well này. Một góc khác của máy nha, mời các bác cùng ngắm ạ. Shima Thụy Sĩ, máy cơ tự động có hỗ trợ quắt tay, tình trạng hoạt động tốt, đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Một trong những cái phiên bản đồng hồ cơ cổ và vẫn giữ được cái tình trạng cực kỳ tốt cho các bác nha. Yêu thích và muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì các bác có thể chốt đơn cho em. Mã số 1 ngày hôm nay giao lưu các bác với giá là 2.480.000 ạ. Các bác chốt đơn cho em theo Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Cửa hàng Kiên có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nhé. Kiên Đồ Cũ là kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ rất là nhiều các thương hiệu trên thế giới. Các bác quan tâm thì mình hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới video này, cộng với biểu tượng quả chuông bên cạnh, để mỗi khi cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và mình đón xem các video của kênh một cách sớm nhất nhé. Qua mã số 2 mang đến cho các bác, đây là một chiếc Citizen nha các bác. Nhắc đến Citizen thì một thương hiệu đồng hồ cực kỳ là nổi tiếng của Nhật, mà em nghĩ rằng các bác đang theo dõi video ở trước màn hình đây thì các bác cũng rất là quen thuộc đối với cái thương hiệu này rồi đúng không ạ? Form dạng Miro các bác nhé, rất là độc đáo này. Màu mặt ghi, cọc số trải tia và em này sẽ có hai ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài của chiếc Citizen này sẽ là vỏ inox không gỉ các bác nha. Đây, phía dưới mặt đáy này có khắc tên cùng với lại các thông số về chiếc đồng hồ Citizen này rất là chi tiết và đầy đủ như thế này. Em này sẽ có chiều ngang size 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 40 nha. Đó. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quạt tay nữa này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Form lớn rất là dễ đeo luôn. Đấy, phong cách thì nó khá là trẻ trung. Núm sẽ có nấc để chỉnh lịch nhanh cho các bác này. Các bác xoay giúp em theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh bộ lịch của chiếc Citizen này nha. Đấy, dây khóa này thì sẽ là dây linh kiện. Dây linh kiện nha. Citizen 7 Star, máy cơ tự động 21 G-well, có hỗ trợ quạt tay, tình trạng máy hoạt động tốt. Mã số 2 có giá là 980.000 ạ. Tiếp tục qua mã số 3 sẽ là một chiếc Technos Skyline. Một chiếc có Technos form cực chất luôn, đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ nha các bác. Đây là một trong những cái phiên bản rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ Technos nha các bác. Em này thì thiết kế cái form trông nó rất là hay và độc đáo luôn nha. Màu mặt đen bao công, cọc số dạng khối và có một ô cửa lịch cóc 3 giờ này. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ.
dây khóa lụa nha các bác. Em này sẽ là một chiếc dây khóa nguyên bản của Technot này. Và ở trên đây thì em thấy có chuyện là đây là một chiếc dây khóa vàng 10K gold fill. Có chuyện ở phần dây luôn nhá. Đấy, nguyên bản của Technot. Nốm zin. Phía dưới mặt đáy bát quái ạ, thiết kế đáy bát quái nhá. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Cái form mặt của chiếc này thì khá là lớn đấy, nên là các bác mình có cổ tay to cũng đeo thoải mái luôn nhé. Chiều ngang của chiếc này sẽ là 36, cùng với chiều dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 42 này. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nhé. Đó, tình trạng kim cọc hoạt động tốt, bộ lịch chỉnh thủ công các bác sẽ chỉnh bằng cách là quay kim cho em nhé. Về bộ máy bên trong. Rồi và ngay trên màn hình đây chính là bộ máy trong của chiếc đồng hồ Technot này. Máy vàng hồng nguyên bản của Technot nha. Và đây là một bộ máy cơ tự động với 20 năm chân kính này. Vành tóc gai. Đó, máy vàng rất là đẹp luôn nha. Em này máy đẹp không tì vết luôn. Máy 2622 và đây là một bộ máy ETA nguyên bản của Technot xưa. Tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh rồi ạ. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa luôn. Các chức năng hoạt động tốt. Technos Skyline mã số 3, trên này có giá là 2.280.000 cho bác nào yêu thích ạ. Em tiếp tục qua mã và mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Technot Bodazone 3. Một trong những phiên bản cực kỳ là nổi tiếng của thương hiệu Technot vào những năm thập niên 60 các bác nhé. Thân vỏ gốm này, màu vỏ gốm ghi xám cực kỳ đặc trưng. Nó chống xước tốt. Ngoài ra thì còn có độ cứng cao hơn cả thép nha các bác. Rất là bền bỉ theo thời gian. Và vào đầu những năm thập niên 60 thì những chất liệu vỏ gốm này là một trong những cái chất liệu cực kỳ mới và Technot là một trong những cái thương hiệu tiên phong sử dụng chất liệu này để làm thân vỏ đồng hồ nha. Và nó đã trở thành một trong những cái trào lưu cực kỳ mới thời điểm bây giờ. Đó. Màu mặt đen kèm theo đó là những cái vân họa tiết 3D rất là lạ mắt. Cọc số có cài đá đen, kim cọc vàng và một ô clip cọc 3 giờ nha. Nốm zin nguyên bản này. Dây khóa sẽ là dây linh kiện và ở phía dưới mặt đáy này thì có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technote ở đây. Đáy thép nha các bác. Chiều ngang của chiếc đồng hồ này sẽ là 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 38 nha. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Nốm có nấc để chỉnh lịch nhanh. Các bác sẽ kéo ra bên ngoài nấc đầu tiên và xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh bộ lịch, để chỉnh lịch nhanh nha. Đấy, em đeo lên tay trước cho các bác cùng ngắm này. Technot Bodazone 3, máy cơ tự động có hỗ trợ quắt tay. Rồi và trên đây sẽ là bộ máy trong của em đồng hồ Technot này. Đây sẽ là một bộ máy tự động với 20 năm chân kính các bác nha, vành tóc gai cổ điển. Máy rất là sáng và đẹp luôn này. Đấy, bộ máy của em này sẽ là máy 2632 nha, máy ETA nguyên bản. Các bác yêu thích chiếc đồng hồ này chốt đơn cho em mã số 4 với giá là 2.180.000 ạ. Em qua mã đồng hồ tiếp theo và mang đến cho các bác một chiếc Raketa. Một chiếc Raketa mặt huyết có lịch góc 3 giờ này, số học trò nha. Mặt đỏ huyết là một trong những cái màu mặt mà nó tượng trưng cho sự may mắn. Thế nên là bác nào mà thích cái màu mặt đỏ hoặc là có cái mệnh nào mà phù hợp với những cái màu mặt đỏ như thế này thì các bác có thể sưu tầm em này rất là hay nha. Để nói thêm về thương hiệu Raketa thì đây là một trong những cái thương hiệu rất là lớn của Liên Xô, từng là một nhà máy sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới. Trước đây thì cái thương hiệu Raketa này nó là một công xưởng
chuyên sản xuất các cái đồ đá quý trang trí, và sau đó thì thương hiệu này đã chuyển sang để sản xuất đồng hồ đeo tay, trở thành nhanh chóng trở thành một trong những cái thương hiệu mà có cái sản lượng rất là lớn và cho ra mắt cực kỳ nhiều các cái mẫu đồng hồ mà được các giới chuyên môn đánh giá cao cũng như là được người tiêu dùng cực kỳ là yêu thích các bác nhé. Chiếc Raketa với màu mặt đỏ huyết cực kỳ sắc nét, cọc số học trò và có một lịch cọc 3 giờ này. Ngoài ra thì phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ được bọc vàng AU10 nha các bác. Vỏ được bọc vàng AU10. Một vài vị trí thì đã lên những màu bã trầu theo thời gian như thế này. Nếu như các bác không thích thì mình có thể đánh bóng lại. Những cái vết này nó sẽ bay hết nha. Mình có thể mang ra tiệm hoặc là tự đánh bóng tại nhà cũng được. Đối với cái dòng vỏ vỏ vàng bóng như thế này thì chỉ cần dùng khăn chà đi một chút thôi thì những cái lớp màu bã trầu này nó sẽ bay hết thôi ạ. Mặt đáy thép này. Đấy em này cái đáy vẫn còn cực kỳ đẹp luôn và cái lớp vỏ vàng bên ngoài là còn nguyên vẹn nha. Gần như là không hề có dấu hiệu hao mòn luôn đấy ạ. Chiều ngang size 34 cùng với chiều dọc tính cả chân cà sẽ là size 40 nha. Em này sở hữu bộ máy cơ có tay với 17 dây well này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Raketa bọc vàng AU10. Mã số 5, giá 1.180.000 ạ. Em tiếp tục qua mã nha. Technos Super Crown, một trong những phiên bản cao cấp của thương hiệu đồng hồ Technos. Đó, rất là đẹp, đặc biệt là cái phần mặt kính. Cái thiết kế mặt kính này là phải tốn rất là nhiều thời gian cũng như là cái công nghệ cực kỳ tốt thì mới có thể tạo ra được cái mặt kính này các bác. Em này rất là giá trị bởi thiết kế cái mặt kính này. Đó, tạo hiệu ứng bắt sáng cực kỳ tốt. Cọc số dạng khối và có một ô clip cóc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ, nốm zin nha các bác. Dây khóa lụa và phía dưới mặt đáy này có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technos ở đây. Em này sẽ có chiều ngang size 30 37, ngang 37 và dọc sẽ là size 40 nha. Đó. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa này. Các chức năng hoạt động tốt. Size rất là lớn nha. Các bác nào mà cổ tay to một chút là đeo này thoải mái luôn này. Technos Super Crown tự động Thụy Sĩ có hỗ trợ có tay, dây khóa lụa linh kiện. Đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này. Bộ máy của chiếc này thì lên đến 30 chân kính nha các bác. Vành tóc gai. Tình trạng máy hoạt động cực kỳ tốt luôn. Đấy, máy rất là đẹp và sáng nha. Máy 30 Jewel. Bộ máy 2472 và đây là một bộ máy ETA. Phía dưới mặt bên trong này có khắc tên cùng với lại biểu tượng thông số máy Swiss rất là đầy đủ luôn ạ. Nói chung là Technos thì cũng là một thương hiệu mà rất là yên tâm để cho các bác sử dụng nha, thương hiệu lớn cao cấp ạ. Trên này có mã số 6 giá 2.880.000. Tiếp tục em qua chiếc số 7 sẽ là một chiếc Osto máy cơ tự động 20 năm Jewel của đồng hồ Thụy Sĩ nha các bác. Đây là một chiếc Osto vẫn còn giữ được tình trạng độ mới cực kỳ tốt luôn các bác ạ. Thân vỏ thép không gỉ, sáng bóng luôn này. Cọc số chải tia có một ô clip cóc 3 giờ. Cọc số dạng khối nha các bác. Đấy. Em này sẽ có chiều ngang là 34 cùng với chiều dọc size 40 nha, 39 ạ. Ngang 34 và dọc là 39. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đấy. Tình trạng máy hoạt động tốt. 20 năm Jewel. Mã số 7 có giá 2.180.000. Tiếp tục qua mã và mang đến cho các bác một em đồng hồ cổ đến từ thương hiệu Caravan nha. Nói về Caravan thì đây là một cái thương hiệu mà đã ngưng sản xuất rồi nha các bác. Đây là một chiếc Caravan của Thụy Sĩ. Trước đây thì nó là một nhánh của thương hiệu đồng hồ cao cấp Bulova. Và sau những năm thập mươi niên 80 thì thương hiệu này đã ngưng sản xuất và một thời gian sau đó thì nó chuyển nhượng lại cho Nhật các bác nha.
Cái mẫu Caravan này thì nó là một cái phiên bản cổ được sản xuất vào khoảng những năm thập niên 60. Nó mang cái phong cách hơi hướng cổ điển. Nó màu mặt trắng ngà này, cọc số dạng khối và có một lịch cọc 3 giờ. Và cái form máy của em này thì nó là một cái dạng form vuông cạnh bầu nha các bác. Thân vỏ dày dặn. Đó, vỏ thép, nốm zin này. Đấy. Phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu cùng với các thông số máy ở đây. Dây khóa linh kiện nha. Đấy. Em này thì cái form máy bề ngang nó khá là dày dặn. Chiều ngang là 34 cùng với chiều dọc sẽ là size 39 này. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì trên này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nhé. Lịch thì sẽ là lịch 912, một bộ lịch cổ cho các bác này. Bây giờ thì rất là ít các cái dòng máy mà còn cái lịch 912 như thế này. Đấy. Sưu tầm mấy cái dòng này chơi rất là hay luôn. Đấy, lịch 912 nha. Vẫn còn hoạt động rất là tốt. Lên tay cho các bác cùng ngắm này. Em này thì khi mà đeo ở trên tay cái cảm nhận nó mang một cái led rất là vintage, hoài cổ cho các bác. Sưu tầm thì quá là tuyệt vời rồi. Là một thương hiệu mà nó đã ngưng sản xuất thì nó thuộc dạng là hàng hiếm nha các bác. Hàng hiếm mà lịch còn lịch cổ lịch 912 nữa thì sưu tầm tuyệt vời luôn. Em này giá thì rất là tốt, 1.680.000 thôi là các bác có thể sở hữu rồi. Chốt đơn cho em chiếc này với mã số 8 nhé. Ngay trên tay em đây đang là một chiếc Orient đến từ Nhật Bản, thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Sở hữu màu mặt xanh sà cừ. Đấy, em này mặt sà cừ rất là nổi bật nha. Cọc số trải tia và có một ô clip hai ngăn góc 3 giờ. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ như thế này. Đặc biệt là chiếc này vẫn còn giữ được tình trạng rất là tốt luôn các bác nha. Có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm ạ. Ấn vào bên trong cái phần núm này để chỉnh lịch cho em nha. Dây khóa zin. Phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu này. Đấy. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa luôn. Chiều ngang sẽ là size 36 cùng với chiều dọc sẽ là size 40 nhé. Với bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. 27 dây gel. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa này. Rồi và trên đây là bộ máy bên trong của chiếc Orient này nha các bác. Bộ máy cơ tự động nguyên bản của Orient, máy 42970 nha. 27 chân kính nguyên bản của Nhật này. Tình trạng máy thì hoạt động rất là tốt. Em này máy cực đẹp luôn này, bánh đà chạy cực kỳ êm, nhạy. Zin toàn bộ 100% từ phần dây khóa cho các bác. Rồi và bác này yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn em mã số 9 với giá là 2.180.000 ạ. Em qua chiếc số 10 nha, Slava. Một trong những cái phiên bản rất là nổi tiếng của Slava được sản xuất vào đầu những năm thập niên 80. Em này thì với bộ máy cơ tự động 27 chân kính các bác nhá. Nó màu mặt đỏ cam này, kim cọc vàng, có lịch. Màu mặt thì hơi có. Em này thì sẽ có phần thân vỏ bên ngoài là vỏ được bọc vàng au 10 các bác nha. Đấy, có triện luôn ở đây này. Nước vỏ vàng bên ngoài đẹp nha. Đáy thép. Chiều ngang size mặt 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 43. Là bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả có tay nữa nha. Mặt hơi một chút lấm tấm với vết bụi thời gian. Này thì về nhà các bác mình muốn đẹp hơn thì mình lau chùi vệ sinh đi một chút nhá. Đấy. Slava máy cơ tự động 27 Jewel, mã số 10, giá 1.480.000. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo nhé.